Hôm nay thì mình sẽ giới thiệu về một cái mẫu nhà hơi lâu đài mới mà chúng tôi vừa mới nhập khẩu về thêm để phục vụ cho các bé và các cái chương trình như ngày hội gia đình, rồi trung thu, rồi các cái sự kiện. Như chúng ta đang thấy thì đây đang có một cái nhà hơi lâu đài. Chiều cao của nhà hơi lâu đài là 6,2 mét, và chiều ngang của nhà hơi lâu đài là 4,75 mét. Chiều dọc, chiều ngang, chiều dài của nó thì là 8 mét. Chính vì vậy nên nhà hơi này đang là một trong nhà hơi cỡ lớn phục vụ cho các cái công ty. Một công ty chúng ta nếu mà chương trình quy mô dưới 300 khách tham dự thì chỉ cần một cái thôi, quy mô 1000 thì có thể là hơn. Còn về thời gian để mà bơm vận hành cái này thì chúng tôi chủ yếu là công lắp đặt là chính thôi. Do là rộng nên cũng khá là nặng. Một cái núi hơi lâu đài như vậy thì trọng lượng khoảng tầm 275 kg. Và chúng tôi sẽ cần tới 3 nhân sự để thi công và có một nhân sự ở lại vận hành. Ưu điểm của nhà hơi lâu đài như chúng ta quan sát rất đẹp, rất cao, nhìn thì rất là hoành tráng. Và cũng rất chắc chắn đây là một trong những mẫu nhà hơi mà được nhiều khách hàng thích nhất, lựa chọn nhất. Bởi vì thứ nhất là thành hoàn toàn là chắc chắn và kiên cố, được tất cả đều được thắt đai rất là chặt chẽ và rất là dày, thành rất là dày. Chính vì vậy nên là các cháu không thể mà có những cái rủi ro. Chúng tôi cũng đã tính toán cầu tháp trượt và phao bên dưới rất là êm, cực kỳ êm để các bạn trẻ bạn trượt thoải mái. Tất cả như vậy thì đều được có nhân viên vận hành và nhân viên quan sát nhắc nhở các trường hợp nguy hiểm dành cho các cháu mà lớn một chút, còn các cháu nhỏ thì hoàn toàn là thoải mái và yên tâm. Độ dốc vừa đủ để các bạn có thể trượt. Ngoài ra thì chúng tôi có các cái hệ thống bơm thì có thể bơm cả ngày và có thêm bơm dự phòng. Đây là mặt đằng sau của khu vực này, chúng tôi vừa gặp bão xong đây. Đây là khu vực mà đế đằng sau. Tôi sẽ zoom góc rộng hơn. Đã, đằng sau. Máy bơm đây. Đây là hệ thống máy bơm. Đấy. Máy bơm đây. Đây là khu vực nhà vòm. Còn đây là nhà hơi lâu đài. Ta sẽ lại đi về mặt đằng trước của nhà hơi lâu đài để chúng ta nhìn rõ hơn về nhà hơi lâu đài. Nhà hơi lâu đài thì cái lợi thế của nó là rất đẹp, bắt mắt và các con rất là thích, lại nhớ tuổi thơ. Rồi tôi sẽ giới thiệu sang nhà hơi tiếp theo.